Rồi Đạt xin kính chào tất cả anh em với shop Hậu Tùng nha của mình. Hôm nay mình xin được giới thiệu với anh em một cái cặp phuộc của rim Thái nha anh em. Thì đây là một cặp phuộc sau rim Thái và theo mình thấy thì nó rất là ok. Và đặc biệt anh em là nó có cái cặp ti anh em là chưa xì dầu nha. Mình đã mở ra kiểm tra cho anh em rồi và mình cam kết với anh em là chưa xì dầu, bao anh em chưa xì dầu nha anh em. Đó, thì đây cặp ti của nó là chưa xì dầu, đúng rim Thái, cặp vỏ nó còn rất là ok nha anh em. Này, chân rất là mới này, đúng chân đời đầu nha, đúng chân đời đầu rất là mới này anh em thấy không. Còn rim Thái thì anh em cũng dễ phân biệt lắm, cái thằng người ở đây này anh em, thằng người này nó nhỏ xíu à, nó bị suy dinh dưỡng anh em. Đó, này đấy ha, hai hình người còn đầy đủ nha, bên này cũng vậy nha. Hai hình người còn đầy đủ này, nó còn dính bụi này nè. Rồi thì cái cặp phuộc này mình bán cho anh em giá của nó là 2 triệu nha anh em nha. Phuộc rim Thái nha anh em, đời đầu. Đây, ti thì còn rất là ok. Đó, còn vàng nha. Đây. Đây. Ti còn đẹp nha anh em nha. Còn vàng khè luôn. Thì anh em nào có nhu cầu anh em có thể liên hệ mình số điện thoại 0915 434 973 nha anh em. Thì những anh em nào chơi rim Thái thì anh em cũng biết là rim Thái á, thì nó đã qua hơn 20 năm rồi. Và bây giờ á, thì đa số phuộc sau của nó là đã ra đi hết rồi anh em. Cái nước thứ nhất là cái xi này nó chảy nát bét luôn. Hàng thứ hai á, là cái phuộc của nó là cái ti của nó đã xì rồi. Do rim thì nhiều người dùng để chở hàng nha anh em. Thì cái ti nó đã xì. Thứ ba là cặp chân của nó sẽ không bao giờ có được cặp chân đẹp như vậy đâu anh em. Cặp chân đẹp như vậy là trong mấy cái xe đẹp nó mới có thôi. Mấy cái xe xấu không có cặp chân cỡ này đâu nha anh em nha. Đó. Này ống nó còn vàng này, thấy không? Anh em thấy không? Đó. Nha anh em nha. Để cho chúng ta biết được là bao anh em đúng hàng, đúng đồ nha anh em nha. Thì anh em nào có nhu cầu có thể liên hệ mình nha. Một cặp này giá 2 triệu đồng nha anh em, rim Thái nha. Rồi, cảm ơn em rất là nhiều. Hẹn anh em những clip tiếp theo nha. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành mình nhúng thử cho anh em cái đã. Rồi anh em, thì bây giờ mình sẽ nhúng thử cho anh em coi nha. Đó. Nè, anh em nghe tiếng hơi ha. Đó. Nha, còn hơi hết nha anh em nha. Và rất là êm. Đó. Đó nha anh em nha. Rồi. Đó thì anh em có thể thấy được là cặp phuộc này mình bán đúng chuẩn bao cho anh em, chưa xì dầu, chưa phục hồi nha anh em. Chúng ta mua về sử dụng rất là ok, gắn cho những chiếc rim yêu quý của chúng ta nha. Rồi, anh em nào có nhu cầu thì liên hệ mình số điện thoại 0915 434 973 nha anh em. Cảm ơn em rất là nhiều. Hẹn anh em những clip tiếp theo nha.